Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn một phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp dành cho những bạn nào làm YouTube hay là làm về vlog. Vâng, thì hôm nay là mình giới thiệu cho các bạn một phần mềm chỉnh sửa là trên điện thoại di động, đó là phần mềm là KineMaster. Có thể là các bạn có thể cài được trên hệ điều hành Android cũng như là cài được trên hệ điều hành iOS. Nhưng cái phần mềm KineMaster này thì các bạn phải mua bản quyền. Nên các bạn mà không muốn mua bản quyền thì các bạn phải correct nó. Mà đó thì các bạn lên YouTube thì các bạn có thể là tham khảo sau nhé. Vâng, thế bây giờ là bắt đầu chúng mình sẽ vào như điện thoại của mình đây là trên hệ điều hành iOS. Thì trước tiên các bạn vào App Store các bạn ghi là KineMaster. Các bạn vào ghi là KineMaster. Đó, KineMaster như thế này là nó sẽ ra một phần mềm. Bằng phần mềm đó là có chữ K, biểu tượng là chữ K nhé các bạn nhé. Như mình đã tải sẵn về rồi thì mình sẽ không phải tải nữa, mà các bạn ai chưa tải thì các bạn hãy tải về. Trước tiên là các bạn mở cái phần mềm này lên. Mình giới thiệu qua sơ bộ cho các bạn biết rằng ấy, KineMaster này thì chỉnh sửa như thế nào. Mình nói ví dụ là đây, các bạn vào phần dấu cộng xong các bạn ấn vào phần là 10 16.9. 16.9 thì nó được ra một cái ảnh như thế này rồi, thì các bạn hãy vào cái kho ứng dụng của mình. Trước tiên là vào cái kho ứng dụng của mình thì các bạn hãy xem như đằng sau lưng mình đây có một cái phông nền màu xanh, tức là lấy một cái vải màu xanh đấy, các bạn hãy để đằng sau lưng mình, hoặc là các bạn muốn che cái phần đằng sau lại để các bạn xóa phông đi đấy, thì các bạn hãy dùng phần mềm xóa phông, tức là KineMaster này nó có thể xóa được phông. Thì trước tiên là mình chọn một cái video có cái phông xanh ở đằng sau lưng đấy. Thì bây giờ mình sẽ chạy thử cho các bạn xem, bạn coi nhá. Đấy, sau lưng mình có cái nền phông màu xanh như thế này. Thì trước tiên là mình muốn xóa cái phông này đi đấy. Thì bây giờ thì trước tiên muốn xóa phông đi thì các bạn hãy chọn một cái phông nào mà các bạn thích đã. Thì các bạn hãy vào phần ảnh cho mình, xong vào chọn phần nền. Và trong các nền này thì các bạn chọn những cái màu nào mà các bạn thích. Ví dụ như là mình chọn cái phông màu trắng như thế này nhá. Xong là các bạn hãy kéo dài ra như thế này. Cái phông màu trắng như thế này rồi thì các bạn lấy phông xong rồi đấy. Thì bây giờ các bạn ấn vào phần chữ lớp, lớp như thế này. Lớp xong các bạn vào phần lấy ảnh và video. Thì các bạn chọn một cái video mình đã được quay sẵn là cái phông nền xanh ở đằng sau lưng mình đây. Thì mình lấy cái video có phông nền sẵn như thế này và mình chỉnh sửa làm sao, mình vào phần cắt này, cắt làm sao để cho nó vừa đấy cơ thể mình thôi, không nên hụt quá mà không nên dài quá làm gì cả. Xong bắt đầu mình sẽ chỉnh là bắt đầu là mình sẽ chỉnh to nhỏ nhé các bạn nhé. Ví dụ mình muốn to muốn nhỏ là tùy theo ý mình. Ví dụ mình muốn nhỏ như thế này, xong là các bạn để vào góc hoặc để vào giữa tùy theo ý muốn của các bạn. Xong bây giờ các bạn muốn xóa phông thì trước tiên các bạn muốn xóa phông thì các bạn vào cho mình là phần ghép nền đây này, phần ghép nền chỗ này, vào được phần ghép nền rồi thì các bạn ấn vào, xong các bạn ấn cho mình là bật. Trước tiên bật lên thì cái của mình đã xóa mất phông rồi nhưng mà cơ thể người mình rất là mờ, thì bạn hãy vào phần hiển thị mặt lạ. Vào hiển thị mặt lạ rồi thì các bạn hãy kéo cho mình một thanh trượt là 28 và một thanh trượt là 50. Thì các bạn kéo làm sao mà cho cái phông nó đen và cái người mình nó trắng. Đó, nếu mà được trắng toát như thế này là đã là ok rồi. Thì các bạn tắt cái hiển thị mặt lạ này đi. Bây giờ các bạn đã được là xóa phông nền một cách thành công. Vâng, bây giờ cái phông nền của mình đã xóa một cách mất 100% rồi. Thì bây giờ mình thử chạy thử cho các bạn coi nhé. Đấy, bây giờ mình đã chạy thử coi như thế này rồi. Nếu các bạn mà muốn thêm một cái video nào để trình bày thì ở bên cạnh này nữa,
thì các bạn cũng làm như tương tự là ấn vào phần nớp và xong rồi ấn vào phần video và mình chọn cái video mình muốn. Ví dụ như là mình chọn cái tôi chọn cái video là bên này 19 giây thì tôi muốn đặt ở vị trí nào cũng được, cả cả hai cái video chạy song song một lúc cũng đều là được hết nhé. Đấy là mình ví dụ là như vậy. Thế còn thì trong cái phần như thế này đó thì các bạn muốn cắt ở phần nào đấy, ví dụ các bạn ấn nhấp vào cái phần đó và các bạn muốn cắt ở phần nào thì các bạn vào phần chữ cái kéo này, các bạn vào phần cái kéo thì có thể cắt trái cắt phải hoặc là chia đôi đấy. Trong phần cái kéo này rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu qua sơ bộ. Ví dụ như là có một cái phần đó là phần chia lần. Các bạn vào bên trong phần chia lền này rồi thì các bạn hãy chọn những cái hình mà hay những cái lền nào mà các bạn cần chia mà phù hợp với video của các bạn nhất. Nếu các bạn không muốn thì quay về vị trí cũ và các bạn sang phần âm lượng. Âm lượng thì các bạn có thể là cho to hoặc bé tùy theo ý muốn của các bạn, hoặc là âm lượng tự động tùy theo các bạn cài đặt. Các bạn vào phần mở đầu và cài đặt bên trong. Phần này đó là bên trong và bên ngoài đấy, thì là tức là sao, tức là các bạn mở đầu video thì nó có phần hiển thị như thế này và bung ra thì nó cũng có cần như thế này và trượt và trái trượt phải nó cũng đều rồi như thế này, các bạn xem trượt lên và trượt xuống đó, hay là theo kim đồng hồ nó cũng xoáy. Đấy là phần mở đầu video, khi các bạn mở đầu video đến nó sẽ xoay ra kiểu như vậy hoặc là thả rơi. Đó. Xong ví dụ như là mình sẽ nhấp vào phần thả rơi nhé, mình ấn OK xong rồi mình tiếp tục là mình vẫn nhấp vào cái video và mình sẽ ấn vào phần kết thúc, tức là sang ở bên này là bên cũng là bên ngoài thì kết thúc thì bên đây nó cũng giống như vậy. Thì ví dụ như là bạn có thể là mở dần này, đây là lúc kết thúc này, hoặc là trượt phải này, trượt trái này, trượt lên này, hay là trượt xuống, và theo kim đồng hồ nó cũng giống như là lúc mở đầu, nhưng cái phần này là phần kết thúc đó. Xoay trái xoay phải tùy theo các bạn, hoặc là cuộn video hay cuộn lên cuộn xuống nhá. Xong như vậy rồi thì các bạn có thể là trước cắt này là mình có thể là thu to thu bé thì và phần tua, cái này nó có thể tua ngược lại nhá. Ví dụ phần tua ngược lại như thế này thì mình đã đây mình vào lại mình đóng lại, mình không tua ngược lại nữa vì rất mất rất nhiều thời gian nhé các bạn nhé. Và đây mình sẽ giới thiệu qua sơ cho các bạn là độ mở đục. Đây các bạn xem độ mở đục đó, các bạn muốn như thế nào thì các bạn tùy chỉnh, nó rất là dễ sử dụng. Và bộ lọc, trong cũng bộ lọc này các bạn thích màu nền gì nó sẽ đều đều có nhé. Cái phần mềm KeyLayMaster này nó rất là chuyên nghiệp nên các bạn dùng ấy, cho chỉnh sửa video, những kỹ xảo các thứ thì khá là tuyệt vời trên phần mềm này. Mình nói hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái phần KeyLayMaster này, nó chỉ là phần mình giới thiệu cho các bạn đây là phần xóa phông. Hôm nay là mình giới thiệu phần mềm xóa phông là KeyLayMaster cho các bạn đấy. Thì các bạn thấy hay hãy like và ủng hộ kênh cho mình nhé. Để mình có nhiều động lực phát triển kênh tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Mình sẽ hướng dẫn nhiều những chức năng của KeyLayMaster hơn nữa. Xin chào, hẹn và gặp lại các bạn.